Khi kinh pháp qua thành tâm sám hối, lỗi xưa lỗi nay xin chưa, xưa tiền danh lời và tài sắc, nay thường bố thí tu tinh tăng, hết cơn dao động sống trong thanh nhàn, nỗi vui ngập tràn. Trì kinh pháp qua khiến ai mê muội, đoạn trừ vọng tưởng. Trì kinh pháp qua khiến ai kiêu mạn, khởi tâm khiêm nhường. Tìm được phương hướng, trì kinh pháp qua lên thuyền bát nhã, hướng về Tây Phương. Tài sắc nay thường bố thí tu tinh tâm, hết cơn dao động sống trong thanh nhàn, nỗi vui ngập tràn. Trì kinh pháp qua khiến ai mê muội, đoạn trừ vọng